Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang nóng lên khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở giai đoạn nước rút và diễn ra rất quyết liệt. Trong lịch sử, các cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ luôn được trông chờ và được coi là một trong những cuộc bầu cử gay cấn và kéo dài nhất trong thế giới. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris và của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump đang bám đuổi nhau sít sao về tỷ lệ ủng hộ. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra, tức ngày 5 tháng 11. Đây là lúc mà hai ứng cử viên Tổng thống của Mỹ tăng cường mạnh mẽ các cuộc vận động. Cuộc bầu cử của Mỹ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tốn kém nhất trong lịch sử. Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh của họ đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung, ít nhất 144 người trong danh sách khoảng 800 tỷ phú của Mỹ của tạp chí Forbes đang sử dụng sự giàu có của mình để tác động đến cuộc bầu cử này. Một phân tích của tờ Financial Times cho thấy các tỷ phú đã quyên góp ít nhất 695 triệu đô la Mỹ cho các ứng cử viên tổng thống của Mỹ, tương đương khoảng 18% tổng số tiền huy động được trong kỳ bầu cử này. Ông Trump được cho là đặc biệt phụ thuộc vào giới tinh hoa của Mỹ, với khoảng 1/3 số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông và các nhóm đồng minh huy động được đến từ các tỷ phú, nhiều hơn so với tỷ lệ tỷ phú đóng góp bên phía bà Harris. Về tổng thể, từ tháng 1 năm 2023 đến giữa tháng 10 năm 2024, các nhóm ủng hộ Tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được nhiều hơn các nhóm ủng hộ ông Trump với mức 2,2 tỷ đô la Mỹ so với 1,7 tỷ đô la Mỹ. Các con số này cho thấy bước nhảy vọt về lượng tiền mặt đổ vào chính trường của Mỹ kể từ năm 2010 cho tới nay, khi tòa án tối cao ra phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 2010. Theo đó, cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hành động chính trị, hay còn gọi là siêu PAC, vốn độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức. Theo Financial Times, khoảng 127 triệu đô la Mỹ chiếm khoảng 6% trong tổng số tiền mà bà Harris huy động là do các tỷ phú quyên góp. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Hiện đang có một vài tờ báo công khai thông báo về việc sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, gồm USA Today, The Washington Post và The Los Angeles Times. USA Today từng ủng hộ ứng viên Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và đứng về phía cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tại cuộc bầu cử năm 2016. Người phát ngôn của USA Today, Lakshmi Atul, ngày 29 tháng 10, chia sẻ với Fox News: "Mặc dù USA Today sẽ không ủng hộ các ứng viên tổng thống, nhưng biên tập viên địa phương tại những ấn phẩm thuộc USA Today Network có quyền quyết định ủng hộ ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. Lý do chúng tôi quyết định như vậy là bởi tin rằng tương lai của nước Mỹ được quyết định tại địa phương, từng cuộc đua một. Và với hơn 200 ấn phẩm trên toàn quốc, dịch vụ xuất bản của chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả sự thật quan trọng và thông tin đáng tin cậy mà họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt." Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cả The Los Angeles Times và The Washington Post đều tuyên bố sẽ không đưa ra ủng hộ ứng viên nào trước ngày bầu cử. Tổng giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, chủ sở hữu tỷ phú của tờ The Washington Post, giải thích rằng tờ báo của ông sẽ trung lập, không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 để tránh cảm giác thiên vị và giúp xây dựng lòng tin với độc giả. Ông Bezos bắt đầu bài xã luận ngày 28 tháng 10 bằng cách trích dẫn một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, trong đó phát hiện rằng gần 70% người Mỹ không tin tưởng hoặc tin tưởng vào rất ít phương tiện truyền thông. "Nghề của chúng tôi hiện là nghề ít được tin tưởng nhất. Rõ ràng là có điều gì đó chúng tôi đang làm không hiệu quả." Doanh nhân này biết và nói thêm rằng hầu hết mọi người đều tin rằng phương tiện truyền thông thiên vị. Ông Bezos cho biết quyết định không ủng hộ một ứng cử viên nào là do sự sụt giảm lòng tin của công chúng vào các nhà báo và các phương tiện truyền thông, đồng thời nói thêm rằng các tòa soạn phải chính xác, chúng ta phải được tin là chính xác. Ông Bezos biết, sự ủng hộ với các ứng cử viên tổng thống không làm thay đổi cán cân của một cuộc bầu cử. "Không có cử tri nào ở Pennsylvania chưa quyết định sẽ nói rằng tôi sẽ ủng hộ sự ủng hộ của báo A. Không có. Sự ủng hộ với ứng cử viên tổng thống thực sự tạo ra nhận thức về sự thiên vị. Chấm dứt sự ủng hộ đó là một quyết định có nguyên tắc và đó là quyết định đúng đắn", ông Bezos nói thêm. Bài xã luận được đưa ra vài ngày sau khi chủ xuất bản của tờ Post, William Lewis, viết một bài xã luận thông báo rằng
tờ báo này sẽ không ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào năm 2024. Lewis cho biết quyết định này là sự trở lại với cội nguồn, không ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống và nói thêm rằng tờ báo sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong tương lai. Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người chỉ trích ông Trump, bao gồm cả cựu biên tập viên điều hành của Post, người đã mô tả sự lựa chọn này là hèn nhát, đáng lo ngại và yếu đuối. Washington Post đã đăng một bài báo vài giờ sau bài xã luận của Lewis, nói rằng, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận, ban biên tập của tờ báo đã chuẩn bị ủng hộ bà Harris, nhưng ông Perot đã ngăn cản việc công bố. Ông Perot cũng bác bỏ cáo buộc rằng, hai ứng cử viên đều đã được tham vấn hoặc thông báo ở cấp độ nào đó về quyết định của Post. Những nghi ngờ đã nảy sinh vào tuần trước sau khi có thông tin rằng David Lim, giám đốc điều hành công ty vũ trụ Blue Origin của Perot, đã gặp ông Trump tại Austin, Texas vào cuối tuần trước, cùng ngày tờ báo tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào. Ông Perot khẳng định ông không biết cuộc gặp này. Robert Kagan, biên tập viên sắp mãn nhiệm của tờ Post, đã từ chức và nói với tờ The Daily Beast rằng cuộc họp của ông Trump và Lim là bằng chứng của một thỏa thuận ngầm. 21 biên tập viên chuyên mục của tờ Post cũng đã ký vào một bài xã luận bất đồng quan điểm cho rằng tờ báo này đã sai lầm khủng khiếp khi không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào. Ông Perot kết luận trong bài xã luận của mình, giờ đây, thế giới cần một tiếng nói đáng tin cậy và độc lập hơn bao giờ hết, và nơi nào tốt hơn để tiếng nói đó xuất phát ngoài thủ đô của quốc gia quan trọng nhất thế giới. Bài xã luận của Perot đã được một số ít nhà bình luận khen ngợi trên mạng xã hội vào tối ngày 28 tháng 10. Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đã đăng trên nền tảng X của mình khen ngợi Jeff Bezos. Tờ báo đã xác nhận các ứng cử viên từ năm 1976, nhưng đã thông báo đình chỉ hoạt động này vào thứ Sáu, khiến một số biên tập viên phải từ chức. Ban biên tập của Post đã xác nhận bà Hillary Clinton vào năm 2016 và ông Joe Biden vào năm 2020. Theo CNN, các nhân viên của tờ báo đã soạn thảo một bản xác nhận ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trước cuộc bầu cử vào tháng tới, nhưng cuối cùng đã không được ban quản lý chấp thuận. Kể từ khi quyết định trung lập đưa ra ngày 24 tháng 10, hơn 200.000 người đã hủy đăng ký tờ Post. Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải đối mặt với sự chỉ trích rất lớn từ những người theo chủ nghĩa tiến bộ về các chính sách của Nhà Trắng đối với Israel. Phản ứng dữ dội có thể đe dọa cơ hội chiến thắng của bà Harris vào tháng 11, với một số cử tri ở các bang dao động quan trọng như Michigan có kế hoạch bỏ phiếu cho đảng thứ ba để phản đối. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích các phương tiện truyền thông nói dối vì những gì ông cho là có lịch sử lâu dài về việc đưa tin không công bằng về ông và thời gian ông tại nhiệm. Chiến dịch tranh cử của bà Harris và các đồng minh cũng cáo buộc các phương tiện truyền thông ủng hộ ông Trump khuếch đại thông tin sai lệch. Kết quả thăm dò do CNN SSRS thực hiện công bố vào ngày 28 tháng 10 cho biết hầu hết cử tri của Mỹ không tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chịu thua cuộc nếu kết quả bầu cử năm 2024 không theo ý ông. Đa số cử tri cũng không tin tưởng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn nếu có tranh chấp pháp lý về kết quả bầu cử. Trong bối cảnh chỉ còn một tuần là đến tổng tuyển cử, chỉ 30% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tham gia khảo sát cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chịu nhường bước nếu như thua cuộc, trong khi 73% cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ chấp nhận nếu thất bại. Nếu tính theo thành phần cử tri ủng hộ mỗi ứng cử viên, gần như tất cả khoảng 97% người ủng hộ Harris cho rằng bà sẽ chấp nhận kết quả nếu thua cuộc, trong khi 57% phe ông Trump tin rằng ông sẽ chấp nhận kết quả nếu không như ý. Đa số cử tri đã đăng ký, khoảng 56% cho rằng họ chỉ có một chút tin tưởng hoặc không hề tin vào tòa án tối cao có thể đưa ra phán quyết đúng đắn trong trường hợp tranh chấp kết quả bầu cử năm 2024. Phe ủng hộ ông Trump đặt niềm tin nhiều hơn 61% vào tòa án tối cao, còn phe Harris chỉ 31% tin tưởng. Cử tri trẻ cũng không tin vào hệ thống tư pháp trong phán quyết về kết quả bầu cử, khi chỉ 8% cử tri dưới 35 tuổi bày tỏ tin tưởng vào tòa án cho kỳ bầu cử năm nay, so với 21% ở nhóm cử tri trên 65 tuổi. Cử tri da đen cũng chỉ có 9% tin rằng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn, cùng với 4% cử tri đảng Dân Chủ và 5% cử tri tự do. Cuộc thăm dò được CNN thực hiện qua mạng và SSRS tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với 1.704 cử tri đã đăng ký đi bầu trên toàn quốc và sai số là 3,2 điểm phần trăm.
Ngày 28 tháng 10, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri theo tôn giáo. Đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan. Tại sự kiện tranh cử ở Georgia, cựu Tổng thống Trump đã nhấn mạnh vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội. Georgia là một trong 7 bang dao động được dự đoán sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Dự báo khoảng 70% số phiếu bầu ở Georgia sẽ được thực hiện qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp trước ngày bầu cử, cho thấy mức độ tham gia cao của cử tri trong giai đoạn bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, bà Harris đã có mặt tại nhà máy sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu của Mỹ Hemlock Semiconductor của công ty Corning Inc. ở Michigan. Tại đây, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất và hợp tác với khu vực tư nhân. Trước đó, công ty này đã nhận được khoản đầu tư 325 triệu đô la Mỹ thông qua đạo luật CHIPS và khoa học, được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào tháng 8 năm 2022. Dự kiến Phó Tổng thống Harris sẽ tham gia một sự kiện tranh cử ở thành phố Ann Arbor, Michigan, cùng với liên danh tranh cử của mình là Tổng thống bang Minnesota. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin CNN, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump với khoảng cách rất xích sao là 48,6% và 47,9%. Tính đến thời điểm này, khoảng 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, thấp hơn so với con số 60 triệu của cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2020. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!